tao phải là tên của Nhật. Đây, đây là những cái phải lan tím mà tôi dầm để ta ăn đọt. Nhưng mà do đất xốp nên nó phát triển thành củ. Các bạn thấy là cái củ rất to. Nghe chưa? Các bạn đã có heo con luôn. Tiếp. Đây là của đằng nhỏ đây. Chẳng dùng như để mà cỏ dại và trồng lại những cái trồng khoai lang để cho ăn đọt. Nhưng mà do tình cờ tôi phát hiện ra ở dưới đây có những cái củ khoai rất là nhiều. Đây. Rất là ngọt. Rất là đẹp. Đây. Hôm nay hơi bị sụn đây. Bị sụn ngang. Đây. Thấy ruột rất là đẹp chứ. Ăn ngọt dữ lắm. Phải làm thì cũng chứ. Năng suất cao. To. Và đặc biệt cái đọt rau lan này. Cũng nhìn. Nó rất mềm. Dễ ăn. Bye.
gì nữa là đây. Rồi sau đó chúng ta để bình củ khoai lên dĩa than rất là đơn giản. Bạn biết là khoai lang là một trong những cái thực phẩm mà rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh những trường thì khoai lang còn giúp phòng ngừa tiểu đường, rồi cũng như phòng ngừa ung thư rất là hay. Thì khoai lang thì bên cạnh có thể chế biến ra những cái món ngon hàng đơn giản như có thể món luôn, nhưng mà thơm nướng thì nó thơm ngon hơn. Các bạn nào mà không có nuôi dừa thì chúng ta có thể dùng than nước như nướng bình thường. Thì sau khi nướng khoảng chừng 10 đến 15 phút thì các bạn thấy cái khoai nó bắt đầu hé một mặt và nó có bốc mùi thơm thì chúng ta bắt đầu trở mặt đây. Cho nó chín theo đây, làm thấy cái mặt dưới nó đã bắt đầu héo đây, bắt đầu nó sắp chín mới mới chín một mặt. Chúng ta tiếp tục nước rồi để cho nó mau chín và hầm hơi hơn chút xíu thì các bạn có thể cắt một tàu lá chuối để các bạn húp lên để cho nó mau chín. Rồi đây, sẵn đây bé Tâm Mì có 2 trứng gà nên thấy lửa tôi còn nhiều, sẵn đây cho bé Tâm Mì cái 2 trứng gà cho luôn. Rồi bỏ vô đây coi. Rồi làm trứng gà nướng Sapa luôn. Rồi nhớ lần đi Sapa trời lạnh lạnh gà ăn cái trứng gà nướng ở Sapa hết sức là ấn tượng. Rồi giờ chúng ta lấy cái lọ chuối chúng ta đẩy lại. Rồi thường thì quá trình nướng khoảng chừng 20 đến 30 phút là chín tùy theo lửa ít hay nhiều. Giờ các bạn kiểm tra từ cơ sở cho nó các bạn nó chín chưa, thì cái trứng gà do vỏ mỏng nên nó đã chín trước thì ta lấy trứng gà ra đây. Trứng gà là có thể ăn được rồi á. Còn khoai này thì chúng ta chắc cũng phải đợi khoảng 10 phút nữa là nó chín khoảng được 2/3 rồi. Những cái củ nhỏ nó chín rồi, đây mềm rồi. Còn những cái củ to to này chúng ta phải đợi tí nữa, khoảng 10 phút nữa. Hồi nãy giờ khoảng thời gian tôi nghĩ nó cũng đủ chín rồi. Giờ bây giờ hãy dỡ cái lá chuối ra để kiểm tra xem nó sao là nó chín chưa. Thì những củ khoai nhỏ như đây nó chín nãy giờ rồi, tôi để này cho nó nóng để các bạn thấy đây. Đây chín rồi đây, khoai nhỏ đây này. Khi các bạn là lấy muốn kiểm tra nó chín hay không thì dùng cái đũa sơm chưa mà thấy nó mềm là chín. Đây mềm chín luôn, chín luôn, chín luôn. Vậy là các bạn vừa được xem tôi chia sẻ một cái video clip trở về tuổi thơ bằng cách đào củ khoai khoai tím của Nhật và sau đó nướng trên dĩa than để chúng ta có một cái bữa ăn chặt rất là thơm ngon. Thì đến đây ẩm thực sạch cho cuộc thật xong xin kết thúc cái clip này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip, xin hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.